của Đài Loan đó là nó có đá ngầm, chỉ có một cái vùng duy nhất có thể tắm được thôi. Ở đây từ Cao Hùng đi xuống dưới đây nó gọi là khu vực canteen, khoảng 60 cây số nữa là tới canteen. Thì ở đây nó có khu vực biển, có bờ cát trắng khoảng 6 cây số thì người dân họ mới tắm biển được. Ở đây ở những khu vực khác hầu như là không tắm được. Tuy nhiên ha, bên bờ đông bên đây người Việt mình có đi bờ đông không? Có, nhưng mà ít lắm, tại vì đường đi nó hiểm trở nhưng nó rất là đẹp. Ở đây nó có một cái vùng biển nó gọi là vùng biển Hoa Liên, và ở đây nó có một cái công viên quốc gia Thoraco rất là đẹp. Em thấy có nhiều khách á, sau khi đi bờ Tây rồi họ qua Đài Loan một lần hai lần nữa họ khám phá bờ đông. Bờ đông cũng rất đẹp, sau này hoan nghênh chào đón gia đình mình đến với Đài Loan một lần nữa, mình đi bờ đông xem, tìm hiểu xem mọi người ha. Thì Đài Loan là cái nơi duy nhất mà ở chính giữa thành phố Đài Trung đây mọi người, nó có một cái vĩ độ 23.5. Nó đi ngang qua đây. Và cái vĩ độ này nó đi ngang qua thì cái vùng đất đó là vùng đất đen. Và vùng đất này nó rất là màu mỡ. Và do đó là khu vực ở khu vực miền Trung, nó thuộc gần nhất đó là Giang Nghĩa, là cái thành phố chuyên phát triển ngành nông nghiệp. Mà Đài Loan thì nổi tiếng là sản xuất, trồng và sản xuất trào lòng, xuất ra thế giới. Mà hai cái nước nó xuất nhiều nhất đó là nước nào? Thứ nhất là Mỹ, thứ hai là Nhật, là một trong những thị trường rất là khó tắm.